kẻ khác gặp bà già. Cái gì? Cháu không ăn cắp Hùng ơi. Có à? À, đây rồi. Chua này, lớn rồi mà đi ăn cắp chuối nghe bạn. Khi vào thóc quá nặng. Cậu ơi, bây giờ như thế này nhá, đỡ tốn đâu, cậu đẩy đi. Ừ, làm, chúng ta bắt đầu nhá. Cái tội nói dối sao đỏ. Đây rồi. Bắt cậu ăn đó đi mà lắm.